Xin chào cả nhà nha. Thì hiện tại là 18 giờ 59 phút ngày 13 tháng 11. Thì trước khi vào video nhỏ năm thì mình có vài lời muốn chia sẻ với cả nhà là hôm giờ mấy anh em không có ra video được á. Không có đi lên rừng cái trại đang làm lợi dở á. Tại vì là lúc mà mình có thông báo là mà nội của anh Thi mất á, sắp mất á, chứ chung chưa mất, sắp mất á, yếu rồi đó. Thì lúc đó hai anh em về á, thì tầm 2-3 ngày sau á, bà nội của anh Thi thì cũng khỏe lại rồi, cũng đỡ rồi. Thì lúc đó sáng đó thì anh Thi cũng có một việc là đi cắt rạp á. Ngày 15 âm á, là anh đi cắt rạp, đi cắt lỡ gia tiên á. Những lúc mà đi rừng về thì mình lợi dứt phim á, thì ảnh kiếm thêm thu nhập lắm mà. Thì ngày 15 ảnh làm tới ngày 23 mới xong rồi, là mất hết hơn một tuần đó. Trong khi mà anh Thi đi làm đó thì mình ở nhà, mình không biết cái chuyện gì làm cả. Thì bắt đầu là không ngờ là cái lúc đó thì nấm nó đang mọc luôn, nấm nó đang mọc. Thì mình cũng đi tìm nấm, xem nấm. Thì mình cũng lấy điện thoại mình quay chơi thôi. Mình cũng không nghĩ là quay đỡ đăng YouTube. Mình nghĩ là quay đó đỡ qua năm sau mình coi lại thôi. Mà do tại vì là hiện tại thì hết video rồi, nên là mình quyết định là đăng lên cho nhà cùng xem cho vui, chứ cũng không có làm chỉnh chu lắm. Hôm nay là chủ nhật rồi, thì tầm khoảng ngày mai mình up video là thứ hai, thứ ba, cũng có thể là thứ ba hoặc là thứ tư, mà em mới có thể đi rừng là được. Lúc đó thì anh công việc thì anh cũng làm xong rồi đó. Lúc đó thì anh em sẽ đi nhổ xong cái đợt nấm này thì bắt đầu mưa xuống luôn, mưa to lắm. Mưa xuống thì nấm nó làm cho nấm tàn á. Ở quê mình thì tầm khoảng tháng bắt đầu tháng 10 là bắt đầu nấm mọc ra tới cuối tháng 12, cuối tháng 11 là bắt đầu nó ngưng, là hết nấm. Là trong 2 tháng đó thì nó mọc 3 đợt, tùy theo năm. Lúc năm thì mọc sớm, năm thì mọc muộn. Và sắp tới thì mình sẽ bảo thằng Mạnh nó làm chung với hai anh em luôn. Ba anh em thì nó sẽ ra video đều hơn, còn hai anh em thì những lúc mà con mình bị ốm. Hiện tại thì mấy tháng nay con nhỏ mình nó hay ốm đó, hai đứa. Mùa mưa này nó hay ốm vẹt lắm. Cho nên những lúc mà con mình nó hết bệnh rồi thì ảnh lại làm. Những lúc ảnh hết làm thì trời lại mưa, không đi rừng được. Cứ vậy xoay vòng biết rồi, thì kéo dài tới 2-3 tháng rồi. Mấy anh em không thể nào ra nó video đều được. Đấy, mong cả nhà thông cảm cho. Cho nên là hai anh em quyết định là bảo Mạnh nó vào nó làm. Những lúc mà anh Thi làm thì mình mới lỡ Mạnh đi quay. Ở những lúc mà mình không có đi làm được thì anh Thi với Mạnh đi quay. Nó cứ phân ra. Những lúc ba anh em rảnh thì ba anh em sẽ gặp lại làm cho vui. Thì nói chung là mình cũng chia sẻ cho nhà để hiểu thêm tại sao anh em chậm ra video là như vậy đó. Rồi bây giờ là mời cả nhà xem video mình đi nhổ nấm nha. Nói chung là mình quay điện thoại nó cũng sơ sài lắm, cũng không chỉnh chu. Cả nhà xem nếu mà không thích thì bỏ qua, thông cảm cho mình nha. Rồi mời nhà cùng xem ạ. Đồ mày hả lý rồi vậy, nắm thảm dữ không, bét mét cũng được con tài vậy không, thua rồi đọc ô chỗ đây thì ngon trong lóng trong lơn rồi, chứ nhiều nó không mọc nhiều không chết rồi. Nó nhìn thấy tài rồi, tưởng là cái này hốt rồi chứ ai ngờ hốt nắm, hốt con tài ơ đầu nắng thi xét ơi. Con tay đỡ con tay chứ giờ sao đỡ không có nhá. Ôi sao rồi, quay nấm ghét dữ vậy kìa, quá ghét vậy à. Quá giận mà. Một tay một vậy thôi chịu. Đi mấy bữa mới được con tay không? Thôi quá, tìm nữa. Có đường. Không có nấm thì tôi cho thứ khác. Đó. Mưa mang dài á, vừa tầm này già. Đã đâu?
chuối rừng nha, chuối rừng hột này. Ý, ui trời, hột đá rồi, mơ mang vậy ông ơi. Hột xem mà hột thấy ớn á, hột nhiều thấy ớn nha. Ừ, cái kia có cái hột mà đây hột nhiều dữ ông. Trời ơi, đá đâu ông ơi. Thôi á, đây. Mất hẹ em la xuống này. Chuối rừng ngang, lưng 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 nha. Lưng 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 đàng hoàng á. Dừng 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 được đâu, vậy á. Không có nắm trừ vậy á. Bây giờ thường mấy giờ? À, 10:37 không? Đây nắm mà mồi nhưng mà mồi vàng này. Quá dữ quá dữ. Đây chuẩn bị đây. Đây búp bấm nha. Từ từ. Vậy mà sao mà thấy được? Vậy sao mà thấy phải bư ra về mày thấy sao thấy phải không? Đây. Được. Đây. Dưỡng luôn mà. Chết ông mà. Phải bư ra còn đây mà thấy nè. Không bao giờ thấy được. Không bao giờ thấy. Năm mầm ác lắm. Đi giờ mình đi sớm ấy. Lú dữ lắm. Đi sớm chẳng mong con chứ còn không. Đây nè bao nhiêu đi. Đi muộn theo con. Bao nhiêu khao cổ này. Đây có cái bót nữa. Quét nữa. Y xì á. Ừ đầu nắm ông ơi. Mơ màng lắm không? Để em đi bơi chỗ khác. Đây chút nữa xuống cái ăn cũ hầu nó quá ở dưới cái này nữa coi có. Cần nắm này nếu mà nó mọc lên mặt đất á cỡ bùm bùm là tầm khoảng cỡ 3-4 kg. Ừ, rồi đấy. Nói chung là nó chưa có lú nó mặt đất mà mình phải bơi ra mình mới thấy. Kim đá bằng đêm này thì nó cũng hấp dẫn lắm mà cũng hơi bị sợ ma. Đi mình đi đâu phải 3-4 người rồi. Đi giờ đêm lại vô người hầu lần chết đi. 10:30 đêm. Giòn giòn đây ơi. Mơ mang nè. Ui chô. Tiếp tục. Tiếp tục phang thứ hai nha bà con. Dữ dàng nè. Ui chô. Đây. Ý. Nhú ấy. Ý. Ui chô. Đây. Bấm nè. Lấy ra rồi nè. Đây. Cứ bờ mía. Bờ tranh vậy à. Đây. Đấy, út thầu đọc ồ. Thầu hả ông? Anh nè anh ơi. Đi. Mới lú nó mới mọc đây mà sao thấy được. Đấy, nắm gần đây thôi chứ phải bư gần đây à, mới thấy được. Chỗ đây chứ nghe. Đây, xuống đây không? Đâu, ta nhổ. Đâu, con quăng nó bư đây. Cái bà kia bà nhiệm vụ bà đi cắt cỏ kìa. Chết đi. Ôi, trời ơi. Đi về là một sai lầm nè. Về sai lầm hả? Đi về chăn gối nệm em là một sai lầm nè. Bấy nắm thôi cho xuống à. Bây giờ. Bây giờ chút nghe bén tay mày nó được rõ luôn nữa. Ấy nhưng mày. Ý, bớt sao rồi. Đây. Còn. Chỗ đây có luôn. Đã nhiều lắm mà. Đi. Đi nữa nè. Không đâu. Đi. Đi trên kia nữa này không ô. Đủ vậy mà đổi đi á. Thấy chưa tôi nói mà. Đi đâu mà vội mà vàng. Quá nản. Ôi trời ngọc ô. Đây nè. Ý. Ôi trời ngọc ô. Thấy chưa dưới đây nữa nè. Thấy chưa con. Chết đi. Dạ đâu ô phải nắm đi. Nắm cái gì vậy ông ơi. Nắm. Cứ việc là ấy ra đỡ mồi thì ra lo. Nắm quá trời đất luôn á. Bư nhẹ không? Bư nhẹ chứ, trời ơi cái gì cho nắm em bư nhẹ lắm. Năng như năng trứng. Đây nè. Ô. Từ trên xuống. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Nè nhú nhú nè. Nhú nhú ấy. Nhú nhú. Đi đọt sâu mình đi theo cái cò nữa. Đi cò nữa. Đá đâu ạ? Nè theo cổ tay ba đây. Đó, nắm đó bà con ơi. Ồ, gãy ậu. Từ từ cho anh.
Sao anh biểu em nhỉ? Giờ tay giật cái bào được. Mà biết anh dẫn đi không hả? Cái thang đây rồi chiều anh tém nó rồi có đó mà. chiều đi. Chiều đi rồi mình chưa mọc. Đó nó. Đó. Đồ, ha tôi cũng quen cái. Quay ơi, chấm quay ơi, quay ơi. Ờ. Tiếp. Xéo lên, xéo lên. Còn sót ai nhá, còn sót ai cái con không con. Bắt đầu. Đây quá đây. Đây, đây, ném đây. Ồ, ném đây. Bà con. Ồ. Đúng không? Bình tĩnh đây, thầy khác bình tĩnh đây. Còn lúc lúc dưới đây nói không? Ủa thằng mía, thằng cá thằng mía không? Thằng mía giờ ngầu đây, nát mía mất mẹ. Bên coi mía coi hả? Chú, thâu ạ. Đây, mùa năm mới Phú Yên đây. Là kỳ càng hả chú à? Em đang rất sớm như gặp được fan này fan thứ hai. Ý là ấy thạc rồi nè. Rất là kỹ. Để đó, nắm đang kiếm mình đêm, bây giờ tầm 11 giờ, 11 giờ đêm. Đi hồi 8 giờ, 8 giờ tối, đi tới giờ mới gặp được này. Giờ là YouTube luôn. Quay dưới, quay dưới. Đây, 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 đây. Đã lắm, lắm đây. Ê, bún rồi. Bữa đấy, bún rồi đấy. Luôn luôn rồi. Ghét quá, ghét rồi. Ây dồ. Ây dồ. Chó con tội. Ây dồ. Đấy, ra không đấy. Đi, bà. Đây nửa giỏ. Ờ, mơ mang nửa giỏ rồi bà con. Đây, thử tâm mà. Thế cũng 3 kg mà. 3 kg rồi hả? 3 kg rồi. 3 kg đây 1 kg rồi chắc 4 kg rồi hả? Còn nè, còn sót nè. Mày mây nè. Ừ. Trời ơi. Ôi trời ơi, sao mày mây nè. Nếm giờ nó mọc nữa là con ơi. Đi qua đâu giờ đi lại nữa tiếp là con ơi. Nằm nát cái tay rồi hả? Cứ bờ keo bờ sáng đây, bờ tranh đây nó mọc vậy á. Sáng mía đây. Sáng mía không vậy à? Trong rừng có. Đồng bằng đây, sáng mía đây, đi trên rừng núi không à. Nên đây tạm dừng ít phút nữa mình uống miếng nước ấy chưa? Sớm như nhỏ nắm mỏi tay khát nước không? Chào. Đây đàn bà đêm hôm mà cũng ham đi nhổ nắm này chết không ơi. Còn cái này bỏ hết chứ ai coi không biết nữa hả? Con cái ở bình ọc. Vậy chứ mình ham nắm à. Quay dữ quá dữ. Đây có đưa cái ba lô. Có ba lô tôi ấy. Lấy trên đây đây, đây này, lấy trên nước ra. Bỏ vô còn lại không hay đợi dây? Cột lại cho, để nó rớt á. Đó, ngay chỗ bên đây 2 kg hơn, hai bịch gần 6 kg này. Mới đi gặp đi sớm như bên kia, mới xuống đây gặp được phang, 2 phang nè. Bây giờ 5 anh em tiếp tục lần đi phang cũ ở trên kia nữa. Có mình hốt luôn vậy à, mình về luôn. Phang cũ đây là người ta đã nhổ rồi. Còn sót lại mấy tay nữa. Mọc một khác nữa, tới nữa luôn này, tới chỗ của nó. Ui, mọc à, người ta nhổ không? Uống không? Có uống không? Tiếp hết đâu, còn được mấy tay đây. Buồn dữ ông, máu đây, chiều đây chứ. Chắc này, chắc mấy bà kia sao hả? Không biết hả? Không phải đâu. Mấy bà không biết đâu. Mấy anh em giờ này, đã đâu mà. Quá mệt. Mau 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 mau. Và chị này là khán giả không nha. Ơ, trời ơi, nắm ông. Ồ, nàng á. Lường chết vậy à. Mọc ngay ngỡ bụi chuối lưng luôn. Lưng 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 này sao chèo vậy à.
Ê trời ơi, ai đi qua dặm nè, dặm này nó móc mọc nè, nán cha mà nán dữ vậy. Đây hai ba tay, bảy tay rồi đấy. Mày chết chưa tao, chết chưa tao, mày chết chưa tao, chết chưa tao, tù tay nắm đẻ đâu rồi chứ, mơ màng vậy. Đi bài đi, ui trời, chục tay. Xuống không? Nắm đá không? Xuống không? 2 này, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tay. Uầy, 17 tay một khoang á. Giấy á, được nấu canh rau giấy á. Mơ mang giấy á, mình kiếm rau, rau rừng á. Xin thông báo với bà con là đã gặp được phang thứ hai, mà phang thứ hai thì thôi đừng nói nữa nha, mơ mang vậy à, mơ mang luôn, mơ mang luôn, mơ mang đấy. Một em bờ, một em nhỏ, ơ đâu ạ, nán cha mà nán á. Trời ơi, vậy thôi chứ, trong bướm bướm này thôi chứ sao biết tìm, trời rầm ri đó mà chui vô mà tìm đường mà ra ai ngờ gặp luôn. Chung có cái chui, có cái mây mây, có cái rủi vậy thôi chứ làm gì ông, đồ không nán vậy à. Hồi nãy 17 tay, giờ 2 tay nữa 19 tay. Không ạ, đây là phang phang thứ ba này, đúng là một phang làm chẳng nên non, ba phang chồng lại nên nồi ngọt ngay này. Đấy, nở nở đây mà mới dầm đi tắc lét hết rồi. Sợ nở nở tắc lét hết rồi. Mọc trong đống cỏ này, lượm chót được vậy à. Này đấy, nạn chạy không. Ồ, nó có đó, nắm mô lũ bóp có đây, nhiều người đi qua lại lắm mà không thấy đây, được chưa kỹ à. Đấy không, ở đây là đất nó khoe với cái màu này là sáng thì thấy được rồi, hốt hốt bạc đây này, này này này, nước 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 cái này, nước nước này vừa có nè, mọi người coi đấy chú hả, nước nước này vừa có lắm, nhiều lắm, từ kỳ chỗ nhỏ đây nào thâu chú gì được giảm lên. Ui đây này, cái rượu 2 ký trong đây nè, cao su nha, rồi đồ thông 213 này, đẹp mơ mang luôn nha. Ồ, cỏ xanh mướt xanh mướt mà nắm thì ít. Đây được bật đây 2 ký rồi à. Anh kia một cầm 1 ký nữa, 3 ký à, tầm 3 ký để mọc trong cao su này, cao su mơ mang nhé. Tiếp tục phang nữa nha, thằng này nó hơ hơ bóp 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 đá này đấy, coi nhìn giảm nha, thằng này mau mau nhú 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 hả, rồi lâu đấy á, nó mọc lâu đấy. Con này đúng không? Để tôi đang hốt con này đúng không ạ? Anh em tập trung lại đây, để chia nắm đây. Chia của, chia của. Hai anh em em có tay nào nào? Có mà ít đó, chín. Đấy. Có chứ, cũng đây, hơn ký, đây 2 ký. Đây ông anh đây được 2 ký nữa. Chùa. Lâu lắm rồi mà đi chung là thằng núi đây mà đặt chết ta còn không? Chắc được ra xanh không đây? Ra xanh. Chắc cái đó, ngồi đó. Chắc.